Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ ghế cột 14 Minh Quốc Đào Chim trên chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100%. Và đây lại là một bộ ghế được làm trong một cái tiêu chuẩn rất là cao nữa tại Mộc Nam Huy. Đó là tiêu chuẩn tay nghe liền, nguyên khối, không ghép, và mặt ván liền, nguyên tấm, không ghép. Đây lần đầu tiên Mộc Nam Huy sản xuất một bộ ghế với cái bộ mặt ván rất là dày quý vị nhá. Một bộ mặt ván dày liền hoàn toàn là 5 phân, không hề chắp ghép trên tất cả các món thưa quý vị. Trên cái độ dày 5 phân như thế này thì phải nói là đây sẽ là một cái bộ ghế nó rất là vững quý vị nhá. Và các cái phần mặt nó rất là dày, dày hơn rất là nhiều so với các cái tiêu chuẩn mặt bao lam cũng như mặt khung tranh hay là những cái mặt ván thông thường. Nguyên bộ ở đây sẽ là 6 món, bao gồm một chiếc ghế băng dài, bản băng được Mộc Nam Huy làm là bản băng 4 tựa tương xứng với 4 người ngồi, và một chiếc bàn, một chiếc đôn cao hộc kéo, một chiếc đôn thấp và hai chiếc ghế đơn. Nguyên bộ là 6 món. Đây sẽ là bộ ghế dành cho những căn nhà có diện tích bề ngang từ 5 tới 6 m và bề dài từ 7 tới 8 m quý vị nhá. Để chúng ta cân đối sử dụng lấy cho một cái bộ ghế nó phù hợp với diện tích của căn nhà. Để đi đến chi tiết về sản phẩm này thì Mộc Nam Huy sẽ báo đến quý vị đầu tiên đó là về kích thước. Chiếc ghế băng được làm với cái chiều dài là 2m6 và chiều cao là 1m4, chiều sâu là 70. Quý vị chú ý trên kích thước cột 14 với cái chiều cao 1m4 là một kích thước rất là to. Nó sẽ khác rất nhiều so với các cái tiêu chuẩn làm cao 1m3 và 1m35. Ghế đơn được Mộc Nam Huy làm với cái chiều rộng là 1m07, chiều cao 1m4 và chiều sâu là 70. Bàn thì sẽ có chiều rộng là 75 và chiều dài là 1m5. Đôn hộc kéo, đôn cao thì sẽ có chiều dài là 55, chiều rộng là 44, còn đôn thấp thì sẽ là 44 vuông. Đó là kích thước về các cái sản phẩm này. Và đi đến chi tiết thì đây là một bộ ghế Minh Quốc Đào, là một trong những mẫu ghế truyền thống của Việt Nam, được bán rất là nhiều trên thị trường và bán rất là chạy quý vị nhé. Và tại Mộc Nam Huy sản phẩm này cũng không ngoại lệ, bởi thiết kế đơn giản và rất dễ để phối hợp với bất kỳ căn nhà nào theo từng cái cung cách hiện đại tới các cái kiểu thiết kế cổ điển. Đầu tiên thì về phần tó, tại đây phần tó được Mộc Nam Huy làm với cái chiều cao là 28 phân quý vị nhé. Phần tó này được đục là phần tó đầu chim với các cái đường nét đục chạm rất là đẹp quý vị nhé. Bản tó rất là cao trên hàng cột sai cột 14. Tó đào chim đầy đủ các cái chi tiết trái đào này, con chim, chi tiết bông mai, rồi chi tiết dòng hóa, rồi thêm các cái chi tiết hoa lá tây và chi tiết mặt hổ phù được đục vào trên cái phần tó này rất là dài quý vị nhé. Phần tó đặc liền hoàn toàn, nguyên khối, rất là vững. Phần tó rất là dày quý vị nhé, dày dặn, chắc chắn. Xuống đến là cái phần bản tựa ở đây. Bản tựa thì Mộc Nam Huy làm đó là bản tựa tứ quý, tùng cúc trúc mai, biểu trưng cho bốn mùa thịnh vượng. Các cái bản tựa ở đây thì cũng được thợ đục rất là đẹp, rất là sắc nét quý vị nhé. Từng các cái chi tiết bông hoa này, các chi tiết con chim này được đục rất là đẹp. Xung quanh các cái bức tứ quý này thì được đục thêm các cái chi tiết hoa lá tây. Quý vị có thể thấy rằng cái đường nét hoa lá tây ở đây cũng được anh em thợ đục rồi là lọng thủng các cái chi tiết rất là đẹp. Ở bên dưới các cái bản tựa thì cũng có thêm các chi tiết hoa lá tây nữa rất là đẹp, và trên chất liệu gỗ hương đá thì bông vân thì luôn luôn thì nó đẹp hơn rất là nhiều quý vị nhé, so với chất liệu gỗ gua đỏ. Ở giữa các bức tựa thì sẽ có một tấm vách, và tấm vách này thì luôn luôn cũng được chạm các chi tiết hoa lá tây. Bản tựa ở đây Mộc Nam Huy làm là bản tựa dày 4 phân quý vị nhé, bản tựa dày 4 phân và cái bề rộng là 31. Phần sai cột là phần sai cột 14. Ở đây sẽ là một cái bộ kích thước rất là lớn quý vị nhé, sai cột 14 và là cột đặc nguyên khối. Trên các cái chất liệu gỗ cao cấp thì các cái sản phẩm này hoàn toàn không có tâm và không có giật, thì đây là điều tất nhiên. Tay nghe, phần đây là phần tay tì của bộ ghế, được lại Mộc Nam Huy làm là tay nghe, và là tay nghe nguyên khối, nguyên con, không chắp ghép quý vị nhé. Bản nghe ở đây thì cũng được đục rất là đẹp, và còn đục thêm cả cái mặt trên nữa. Ở trên các phần hàng 14 thì Mộc Nam Huy sẽ đục thêm các con nghe ở trên các cái phần mặt tay trên nữa quý vị nhé, để tăng thêm các cái chi tiết cho cái phần nghe này. Mặt ván được Mộc Nam Huy làm là mặt liền hoàn toàn,
Đấy, có độ dày lên tới là 5 phân. Ở đây là một cái chi tiết nó rất là đáng giá quý vị nhé. Một cái chi tiết rất đáng giá ở trên cái bộ ghế này, đó là mặt 5 phân. Và không những trên một cái mặt băng, có nghĩa là trên tất cả các món, 6 món của cái sản phẩm này đều là mặt 5 phân. Ở trên cái bề mặt 5 phân này thì phải nói là cái độ nó rất là dày, rất là cứng. Quý vị dùng thì không cần phải suy nghĩ về bất kỳ, về bất cứ một cái vấn đề gì nữa quý vị nhé. Bản chân được cả Mộc Lam Hy làm là bản chân đầu lân chân móng quen thuộc, và bản vai thì được đục chi tiết dạo tay bèo hoa lá tây. Bản vai ở đây thì Mộc Lam Hy cũng làm rất là dày, bản vai là dày 3 phân trên tất cả các chi tiết. Mặt bàn được cả Mộc Lam Hy làm có hai hộp kéo ở hai bên. Và quý vị có thể thấy rằng trên những bộ mặt 5 phân này thì cái việc mà chúng ta thử bằng cách chúng ta gõ gõ lên thì cũng vô nghĩa thôi, tại vì nó quá là dày. Hai cái ghế đơn thì ở đây cũng vẫn tiếp tục là cái phần tó đào chim. Phần tó đào chim cao 28 phân. Đó, bản tựa là bản tựa tứ quý. Rồi tay cột 14 đặc nguyên khối. Đó, không tâm, không giật, và tay nghe cũng tiếp tục là tay nghe nguyên khối rất là đẹp quý vị nhé. Trên một bộ ghế thì 6 con nghe này nhìn rất là đẹp. Đó, tạo lên cái sản phẩm này rất là đẹp quý vị nhé, đẳng cấp. Mặt ván vẫn tiếp tục là 5 phân, giống như ban đầu giới thiệu rồi, trên tất cả 6 món đều là 5 phân liền hoàn toàn. Bản vai dày 3 phân được đục chạm hoa lá tây, chân đầu lân chân móng. Đây là bộ ghế được Mộc Lam Hy làm nguyên mộc nguyên thô 100%, và vẫn để nguyên mộc dành cho khách hàng. Quý vị có nhu cầu có thể tới xưởng kiểm tra mộc và ký tên trước khi sơn, để quý vị kiểm tra gỗ trước, sau đó thì quý vị ký tên lại để quý vị giữ lại làm cái sản phẩm của mình. Rồi Mộc Lam Hy sẽ hoàn thiện và bàn giao để giúp cho quý vị kiểm tra được gỗ trước khi là sơn, để tránh tình huống quý vị mua những cái sản phẩm nó pha tạp gỗ. Đôn cao thì Mộc Lam Hy làm có kéo hết quý vị nhé. Và lặp lại là tất cả các cái mặt ván ở đây đều là mặt ván dày 5 phân. Một cái bộ rất là dày quý vị nhé. Đó, rất là dày dặn chắc chắn. Và đây là những cái bộ ghế rất là hiếm ngoài thị trường. Bởi chất liệu gỗ hương đá mà kiếm được mặt liền thì đã là khó rồi. Còn mặt liền mà nó có dày nữa thì nó lại càng là khó hơn. Quý vị có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ đến Mộc Lam Hy qua hai số điện thoại ở trên video. Và giá của sản phẩm này Mộc Lam Hy xin báo luôn, giá sơn hoàn thiện là 88 triệu quý vị nhé. Một con số rất là đẹp. Giá sơn hoàn thiện tặng kèm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển cho phạm vi 30 cây. Và tất cả các sản phẩm của Mộc Lam Hy đều được bảo hành trong thời gian 2 năm. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp.